Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày kỵ mùi tháng nhâm thìn năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trận về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày kỷ mùi tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên thượng hỏa kỷ tuổi quý sửu ất sửu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mùi lục hợp với ngọa tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với xỉu hình xỉu hại tý phá tuất và tuyệt xỉu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh xỉu ất xỉu tuổi xung trong tháng tuổi bính tuất giáp tuất bính dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát và sao ngũ hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn xấu mọi việc sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao nguyệt hư xấu đối với việc giá thú mở cửa mở hàng sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao sát chủ, sáu mọi việc, sao tội chỉ, sáu đối với tế tự, tố tụng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Kết luận trong ngày này, mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ việc về khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, đào ao, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương hay là dọn cỏ, phá đất. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý trở nên u tối khi mà bản mệnh chẳng hề cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình như trước nữa và bạn tuổi tí trong ngày này, bạn cảm thấy lo lắng, sợ rằng tình cảm giữa hai người đã phai phôi. Có thể bạn đang lo lắng thái quá, nhưng sự thực thì biểu hiện của đối phương thời gian này thực sự là khá lạ lẫm. Bạn cần phải để tâm nhiều hơn, hãy thử nói chuyện trực tiếp với người ấy xem sao. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tí, lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh có lẽ hôm nay bạn nên tập trung vào công việc của mình là hơn với những ý tưởng sáng tạo mới mẻ sẽ giúp cho bạn làm tốt hơn nhiệm vụ công việc của mình giải quyết được những khó mắc không còn đáng lo ngại nữa Vai từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, đừng có để cho những chuyện đã qua làm mình bận tâm. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, hãy tin tưởng vào chính bản thân mình. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển tốt đẹp ngoài mức mong đợi. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, tình yêu không phải lúc nào cũng như mong muốn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu đang có điểm báo khó tránh khỏi sự nóng nảy, bốc đồng làm cho những người xung quanh mình cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Bởi ngày này với bà tuổi Sửu đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi, cái điều này khiến cho bạn khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Người ấy có thể có cái nhìn khác về bạn trong cái thời gian này Và khi mà với bạn tuổi xỉu không có nhiều cơ hội để được nghỉ ngơi thư giãn Thì bạn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào kể cả khi đối phương chẳng hề có lỗi gì Và trong ngày này với bạn tuổi xỉu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy công việc của bạn dù đã bận rộn lại còn thêm có nghề tay trái nhưng dù gì thì với bạn tuổi sửu chẳng thể bỏ qua được bởi cờ đến tay ai thì người ấy phát cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt ai lại nợ từ chối về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim mâu thuẫn về chuyện tình cảm không phải cứ nói là xong tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy kiếm tiền bằng nghề tay trái cần phải có sự linh hoạt, từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, hãy tận dụng mọi cơ hội mình có trong tay, từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, chớ nên để cho bản thân gặp phải khó khăn quá mức, từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, cần phải nắm bắt thời cơ trước khi quá muộn. Vài đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này đang đe dọa tới túi tiền của bạn ngày hôm nay và bạn tuổi dần cần phải biết cách cân đối trong việc chi tiêu thời điểm này là nguồn thu của bạn không có nhiều đâu vì vậy bạn đừng có nên phung phí với bạn tuổi dần có bạn cho rằng sống là phải hưởng thụ nhưng sự thực thì nếu như bạn không biết cách tích lũy tiết kiệm cho tương lai yêu rằng bạn hưởng thụ hôm nay nhưng ngày mai sẽ phải chịu cảnh khốn khó con người ta thường quên với sự sung sướng chứ mấy ai quên với việc đói khổ và ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm gia đình cũng có thể chịu sự rạn nứt khi đôi bên không thể thống nhất với nhau về mặt tài chính bạn tuổi dần đừng có nghĩ rằng đối phương khó khăn với mình hãy tự xem lại bản thân mình đi về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy ra nứt về tình cảm vì chuyện tiền bạc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa dễ mất mát về tiền bạc vì quá tin người từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải hiểu đâu là điều thực sự đáng trân trọng từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có thể gặp phải nhiều vấn đề khó khó khăn từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên hiểu và thông cảm cho đối phương Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tiền, cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi Mão thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021 Xem từ vi ngày thứ ba này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ cho nên với bà tuổi Mão trong ngày hôm nay sẽ nhận được lời tọa tình từ người thầm thương trộm nhớ mình đã lâu và bạn có thể cũng sẽ bất ngờ vì từ trước tới giờ chưa hề nhận ra được tình cảm của đối phương dành cho mình. Ngày này với bà tụi Mão, hạnh phúc gia đình càng ngày càng bền chặt khi các thành viên biết chung tay để xây dựng tổ ấm. Các bạn dành nhiều thời gian rảnh rỗi để chia sẻ tâm sự nhiều hơn. Nhờ thế mà biết thông cảm cho nhau, tránh được những hiểu lầm không đáng có bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại gặp ngày có tỷ kin chiếu mời cái điều này làm cho bạn tuổi mão có thể sẽ phải mắc sai lầm trong công việc vì sự cố chấp không chịu nghe theo lời khuyên can của mọi người và bạn nên cân nhắc lại kỹ lưỡng trước khi hành động trở nên đơn phương độc mã mà làm Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm phát triển nhanh chóng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, gia đình có được sự hòa hợp có nhiều niềm vui báo về từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nên hiểu và dành tình cảm trân trọng cho người mình yêu thương từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đừng có vội từ chối lời đề nghị giúp đỡ của người khác từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dễ mắc sai lầm vì quá cố chấp Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu đứng trước cơ hội lớn để cho bạn khẳng định vị thế của mình. Bù lại thì nếu như bạn thành công được tài vận của bạn sẽ được tăng tín một cách nhanh chóng và bất ngờ nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi thìn cần phải tập trung vào công việc chính của mình. Và hôm nay, nếu như bạn làm tốt nhiệm vụ được giao, thì bạn sẽ có khoản thu nhập kha khá, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, đây là dấu hiệu cảnh báo cho bạn tuổi thìn nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Bạn đừng quên rằng sức khỏe là vốn quý nhất, khi không có sức khỏe thì khó có thể mà làm được việc gì. Về từ vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, thu nhập được vững vàng và ổn định hơn bình thường. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, sức khỏe xấu, do thiếu chăm sóc bản thân. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, cần phải chuyên tâm làm tốt việc của mình. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, đừng có để cho bản thân mình đánh mất đi lý trí. Từ vi tuổi nham thìn, thuộc mệnh thủy, cần phải yêu quý chính bản thân mình. Về đánh giá của bà tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có tam hội quý nhân chia chở và rất có thể bà tuổi tỵ sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình và bà tuổi tỵ bạn không cần phải mất nhiều thời gian cũng có thể biết được đâu là người mình vẫn luôn tìm kiếm với sức mạnh của tình yêu vô cùng là to lớn. Có thể với bạn tuổi tỵ trước đó bạn vẫn nghĩ rằng mình chẳng thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ. Nhưng khi người ấy đến bạn hiểu rằng mình nên để cho quá khứ ngủ yên và sống cho hiện tại và tương lai. Và trong ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho tinh thần làm việc của bạn có phần bị sa sút, bản mệnh đang thiếu đi sự nhiệt tình, chủ động mà chỉ muốn ngồi in một chỗ chờ đợi được người khác nói gì là làm nấy mà thôi. Vai tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hãy bước tiếp đừng có để cho mình ngừng lại, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nên hiểu rằng những gì đã qua thì nên để cho nó qua đi, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, công việc khó khăn có nhiều vấn đề phát sinh từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim đang thiếu đi sự tập trung khi làm việc từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy dễ mắc phải sai sót không đáng có và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6 số 9 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tứ ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành ngọ mùi nhị hợp, cái điều này làm cho bà tứ ngọ hãy thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Có gì phải ngại ngần khi bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương, bạn đang hạnh phúc hơn nhiều người khi có được một nơi để gửi gắm tình cảm. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tứ ngọ lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này thắp sáng lên tia hy vọng cho bạn khi mà bạn đang có được cơ may tài lộc ùn ùn kéo về. Ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán cần phải giữ cho mình cái đầu lạnh để tỉnh táo trước khi mọi tình huống phát sinh không làm lỡ dở đi thời cơ và với bạn tứ ngọ bạn cần phải mạnh mẽ quyết đoán hơn dám nghĩ dám làm có như thế thì bạn mới có thể nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn này mà không phải hy sinh quá nhiều thứ đáng quý những thứ mà bạn chẳng muốn mất đi Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, kiếm tiền dễ dàng, nhờ biết cách kinh doanh. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, cần phải chủ động thể hiện tình cảm của mình. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, cần phải nắm bắt thời cơ ngay khi mình có được. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nguồn thu nhập được dồi dào. Tiền bạc rụng rỉnh, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, cần phải hiểu đâu là thế mạnh của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang có điểm báo dễ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi bạn đang gặp ngày có thiên tài chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn bạn tìm được phương hướng mục tiêu đúng đắn cho mình với bạn tuổi mùi trong ngày này, có được may mắn ở bên, cái ngày tay trái của bạn cũng sẽ giúp cho bạn mệnh thu được số tiền khá lớn, chứ chẳng cần phải phụ thuộc hết vào công việc chính của mình. Bạn cần phải cố gắng sắp xếp thời gian để có được cơ hội trong tay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, nhắc nhở bạn tuổi mùi, đừng có để cho mình quá mệt mỏi, làm hai việc cùng một lúc có thể khiến cho bạn bị kiệt sức. Nếu không được nghỉ ngơi, thư giãn phù hợp, bạn đừng có ham công tiếp việc mà lại đổ bệnh. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có nhiều may mắn khi có tiền trong tay. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, sức khỏe sa sút cần phải quý trọng bản thân, Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên cân bằng công việc và nghỉ ngơi, Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hãy chăm sóc bản thân mình tốt hơn, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có nguồn thu tốt từ ngày tay trái của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1 số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ cho nên công việc của bạn nhờ thế mà được giảm bớt đi áp lực toàn những việc là sở trường của bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nữa và với bạn tuổi thân trong ngày này bạn hãy cố gắng để phát huy năng lực của mình một cách tối đa và bạn có thể gây được ấn tượng tốt với cấp trên trong thời điểm này và đó là một điều vô cùng đáng quý tăng khả năng thăng tín trong tương lai cho bạn và trong ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim cái điều này cho thấy chuyện tình cảm lửa đôi đang có những dấu hiệu tăng nhiệt bỏ qua những mâu thuẫn tháo gỡ được những hiểu lầm bạn và người ấy dần hiểu ra tình cảm của mình dành cho đối phương dần học cách thông cảm và bao dung cho nhau hơn về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy cần phải gây ấn tượng tốt với cấp trên. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hãy thể hiện năng lực làm việc của mình. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm tiến triển nhanh chóng. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có được người yêu thương và chăm sóc. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim dần trân trọng hơn tình cảm của người ấy dành cho mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này sẽ làm đảo lộn cuộc sống của bạn trong ngày hôm nay ít nhiều với những kẻ tiểu nhân tìm mọi thủ đoạn để phá hoại công việc mà bạn đang làm sang ra bao nhiêu cạm bẫy để khiến cho bạn sụp đổ Dường như với lòng ganh tị mà kết quả của bạn tuổi dậu đạt được là quá lớn, cho nên những kẻ tiểu nhân khó mà dễ dàng buông tha cho bản mệnh. Bạn tuổi dậu cần phải cẩn trọng hơn, tránh để cho mình mắc phải sai sót không đáng có. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Đây sẽ là điểm tựa cho bạn tuổi dậu khi mà có được tình yêu nâng bước an ủi bạn mỗi khi bạn thấy nạn lòng. Bạn mạnh tuổi giàu cần phải mạnh mẽ hơn nữa, đừng có vội bỏ cuộc mà khiến cho người ấy thất vọng. Vài từ vi tuổi ất dầu thuộc mệnh thủy, tiểu nhân buông lời vu vạ khiến cho mọi chuyện khó khăn. Từ vi tuổi đinh dầu thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình luôn đầm ấm. Từ vi tuổi kỷ dầu thuộc mệnh thổ, có chỗ dựa vững chắc từ phía người thân. Từ vi tuổi tân dầu thuộc mệnh mộc, dễ dàng mất tiền bạc do sai sót. Từ vi tuổi quý dầu thuộc mệnh kim, công việc không được trôi chảy như mong đợi. Vài đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu bạc, màu vàng, quý nhất phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn Tuất xỉu mùi. Cái điều này cảnh báo cho bà tuổi Tuất đang có nguy cơ rạn nứt về chuyện tình cảm gia đình. Có thể bạn đang đặt cái tôi của mình lên quá cao, cao hơn cả tình cảm ruột thịt nên mới như vậy một giọt máu đào hơn ao nước lã bạn hãy học cách bao dung tha thứ cho người mà mình yêu thương ai chẳng có lúc mắc phải sai lầm bởi đâu ai trong chúng ta là người hoàn hảo bạn hãy nhắc mình như vậy mỗi ngày bạn tuổi tuất nhé trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có chính tài ở bên cho nên với bạn đang có được nguồn thu nhập vững vàng khá ổn định và giúp cho bạn mệnh có thể yên tâm làm những việc mà mình muốn không cần phải quá căng thẳng lo toan về vấn đề tiền bạc nữa về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa nên trân trọng những người thật lòng yêu thương mình từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có nguồn thu nhập ổn định và vững vàng từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc kiếm tiền bằng chính năng lực thực sự của mình. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có được người giúp đỡ trong kinh doanh. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nên bình tĩnh để không nội nóng mà làm ra chuyện sai lầm. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021, xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi hỏi Cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hỏi máu mùi phù trợ cho nên bạn cần phải nắm bắt hạnh phúc khi nó đến với mình. Bạn đang có được vận, tam hợp quý nhân, dẫn đường, trị lối, xe duyên cho bạn và nếu như bạn bỏ lỡ cơ hội lần này thì cũng chính là lỡ mất đi hạnh phúc đến với mình. Và trong ngày này với bạn tuổi hợi, các cặp vợ chồng dần tìm được điểm cân bằng cho mối quan hệ của mình. Bạn không quản thấy quá mức bức xúc vì những lợi nhuận của đối phương nữa mà đã học cách chấp nhận, bao dung cho những thiếu sót đó. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, nâng bước đường thăng tín của bạn tuổi hợi một cách nhanh chóng. Và bạn tuổi hợi đã phát huy được năng lực của mình, giành được sự tin tưởng và tín nhiệm của cấp trên sau bao nhiêu thử thách và nhiệm vụ khó khăn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa không hiểu được điều mình mong muốn hiện tại. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có được đoạn tình cảm mà bao người hằng mong ước. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mệnh mộc công việc tiến triển tốt dễ bẻ thăng tín tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim được cấp trên yêu ái nâng đỡ hơn nhiều tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy con đường công danh sự nghiệp càng ngày càng được hanh thông Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào gặp lại